Chào đón các bạn đến với Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong những trường đầu ngành về ngoại ngữ trong cả nước. Nhiều cơ hội đang chờ đón các bạn tại ngôi trường này. Xin giới thiệu với các bạn 4 nhóm chương trình đào tạo chính là thế mạnh của nhà trường hiện nay. 1. Nhóm các chương trình cử nhân sư phạm ngoại ngữ. Hiện nhà trường đang đào tạo giáo viên giảng dạy 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung và Nhật. Riêng sư phạm tiếng Đức 4 năm tuyển sinh một lần. 2. Nhóm các chương trình cử nhân ngôn ngữ nước ngoài. Nhà trường đào tạo phiên dịch 8 ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn và Ả Rập. Riêng tiếng Ả Rập 2 năm tuyển sinh một lần. Bên cạnh các chương trình đào tạo sư phạm, liên phiên dịch truyền thống của nhà trường, từ năm 2012, sinh viên các ngành ngôn ngữ nước ngoài có thể lựa chọn các định hướng đào tạo khác như kinh tế, quản trị học, ngôn ngữ học ứng dụng, du lịch, quốc tế học, v.v. Riêng tiếng Anh còn có các chương trình ngành kép, tiếng Anh kinh tế quốc tế, tiếng Anh tài chính ngân hàng và tiếng Anh quản trị kinh doanh. 3. Nhóm các chương trình đào tạo liên kết trong nước. Sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên có cơ hội học chương trình đào tạo thứ hai để lấy bằng đại học chính quy một trong các ngành sau: ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành kinh tế quốc tế, ngành tài chính ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành luật học của khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành khoa học quản lý, ngành quốc tế học và ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Nhóm các chương trình liên kết quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận bằng của các trường nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và có giá trị quốc tế. Việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và dựa trên năng lực ngoại ngữ. Các bạn có thể lựa chọn các chương trình đào tạo của ngành kinh tế tài chính của Trường Đại học Southern New Hampshire của Hoa Kỳ hoặc chương trình kinh tế quản lý của Đại học Picardy Jules Verne, hoặc lựa chọn các chương trình dự bị đại học các ngành marketing, truyền thông, quan hệ quốc tế, bảo hiểm, ngân hàng của các trường Đại học Quốc Min Hàn Quốc và Đại học Chaoyang Đài Loan để có cơ hội học chuyển tiếp tại các nước sở tại. Hãy cùng đến với Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng kiến tạo cơ hội nhé!